Trương Văn Thiết từng là cầu thủ trẻ tài năng của U19 Việt Nam, cùng lứa đình đám của những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường. Nhưng đến giờ, anh mới được khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại triệu tập Trương Văn Thiết, nhất là ở thời điểm cực kỳ quan trọng như vòng loại thứ 3 World Cup 2022? Hậu vệ của Viettel FC đã nắm bắt cơ hội của mình ra sao? Có lẽ là Trương Văn Thiết là một trong số những cầu thủ mà tôi rất là ấn tượng với cái lứa U19 Việt Nam. Cái lứa U19 năm đó là đều nòng cốt, đều là cầu thủ của Hoàng Gia Lai, Arsenal, JMG hết. Cho nên là rất khó để một cầu thủ nào đến từ một lò đào tạo khác có thể chen chân vào được. Chúng ta thấy những người như là Duy Mạnh này, Phan Văn Đức này vào thời điểm đấy vẫn là những cầu thủ dự bị. Nhưng Trương Văn Thiết đã lấy được vị trí chính thức đá cùng với Trần Hữu Đông Triều. Cái thứ hai tôi rất là thích bạn đấy ở một cái là không bao giờ mình nhìn thấy cái sự màu mè, không bao giờ nhìn thấy cái sự khoa trương. Từ lúc bạn ấy bước chân xuống ô tô cho đến khi bạn ấy kết thúc buổi tập, bạn đi về lúc nào cũng thế, gương mặt rất là nghiêm nghị, tập trung. Mình cũng đã hỏi rất là nhiều anh em cầu thủ cũng như là ban huấn luyện là tại sao có rất là nhiều những cầu thủ họ đến từ những câu lạc bộ khác, họ nổi tiếng hơn, họ chơi nói chung là kỹ thuật hơn mà huấn luyện viên John Gracie lại không lựa chọn mà lại lựa chọn Trương Văn Thiết. Câu trả lời là tất cả yếu tố kỹ thuật, tất cả những cái khác thì các cầu thủ khác có thể đáp ứng được, nhưng cái sự đơn giản, cái sự chính xác và đặc biệt là cái tính tập trung thì Trương Văn Thiết lại là người hội tụ đầy đủ yếu tố và nó rất phù hợp để đá vị trí trung vệ. Thể hình lúc đấy là cũng khá là vượt trội, cho nên là chúng ta nhìn thấy lúc nào cũng nhìn thấy nghiêm nghị, lúc nào cũng thấy tập trung và nó toát lên một cái vẻ rất là đáng tin cậy. Cho nên là Trương Văn Thiết đã có một sự khởi đầu tuyệt vời. Vì sao cũng đã quá lâu rồi, bây giờ Trương Văn Thiết mới được gọi vào đội tuyển quốc gia. Thực sự Trương Văn Thiết là một hạt giống đỏ mà chúng ta đã nhìn thấy từ khi bạn ấy mới 18-19 tuổi. Thứ hai nữa là hiện nay bóng đá Việt Nam của chúng ta đang hơi bị khuyết ở những cái vị trí lệch trái. Chúng ta thấy hậu vệ biên trái, trung vệ lệch trái này, thậm chí là tiền vệ cánh trái hoặc là tiền đạo cánh trái. Thì trong vòng 2 năm vừa rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo gặp rất nhiều khó khăn. Đoàn Văn Hậu bị chấn thương và gần như là bây giờ cái bài toán tìm ai là người thay thế rất là khó. Kể cả Nguyễn Phong Hồng Duy bây giờ vẫn chưa phải là một sự lựa chọn hoàn hảo, bởi vì Hồng Duy rất là mạnh về tấn công nhưng lại không mạnh về phòng ngự. Và huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn thấy Trương Văn Thiết và đã lựa chọn. Có một cái câu chuyện nhỏ như thế này là khi huấn luyện viên Park Hang-seo về Hàn Quốc và ông có xem AFC Champions League thì ông có nhìn thấy cái cách chơi của Trương Văn Thiết đúng là vị trí mà hiện nay ông đang rất là cần. Và với cái cách mà thi đấu với những đội bóng hàng đầu của khu vực cũng như là châu lục thì huấn luyện viên Park Hang-seo nhìn thấy không những là cái tố chất mà nó còn liên quan đến cái bản lĩnh. Những gì đã thể hiện thời gian vừa rồi, Trương Văn Thiết được tạo cơ hội, tôi nghĩ nó là một cái điều rất là logic. Logic cho huấn luyện viên Park Hang-seo và nó cũng là một sự tưởng thưởng rất là xứng đáng cho những sự cố gắng, tôi nghĩ là âm thầm nhưng cũng rất là khốc liệt của Trương Văn Thiết. Thời gian vừa rồi chúng ta thấy có rất là nhiều những cầu thủ gặp những vấn đề về mặt sức khỏe, nhưng Trương Văn Thiết thì không. Mặc dù Trương Văn Thiết không đá ở vòng loại thứ hai, nhưng mà bạn ấy đã có một sự chuẩn bị rất là tốt về mặt thể lực để đá ở AFC Champions League. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố để huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn. Bởi vì khi tập trung lên đội tuyển để đá ở vòng loại thứ ba này, có nhiều cầu thủ là đã không chơi bóng trong vòng 3 tháng rồi. Và rất nhiều người cũng phải đi tập nhờ ở những đội bóng khác. Cho nên là cái việc một cầu thủ đá đúng ở vị trí của mình, đúng cái vị trí mà đội tuyển đang thiếu và lại có nền tảng thể lực rất là tốt, đấy là điều rất tuyệt vời. Ngoài ra thì Trương Văn Thiết còn tận dụng được rất là hiệu quả cái sự ăn ý của những đồng đội ở câu lạc bộ Viettel. Chúng ta nhìn thấy là nhìn sang một bên phát là nhìn thấy Quế Ngọc Hải, ngẩng mặt lên là nhìn thấy Hoàng Đức, bên này là có anh Trọng Hoàng, còn rất nhiều anh em khác nữa. Thì đấy cũng là một cái yếu tố tạo ra cho Trương Văn Thiết thêm những cái lợi thế để có thể trụ lại được ở đội tuyển. Trong bối cảnh chúng ta lại mất Bùi Tiến Dũng, một trung vệ lệch trái, thì cái việc mà huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn Trương Văn Thiết vào danh sách 25 cầu thủ sang Ả Rập Xê Út, tôi nghĩ đấy là cái bước đi đầu tiên trong cái kế hoạch bịt toàn bộ cái lỗ rò bên hành lang cánh trái của hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Sẽ là quá sớm nếu chúng ta nói rằng là Trương Văn Thiết sẽ tận dụng được cơ hội này để có thể chen chân vào đội hình chính hoặc là có một suất để có thể vào sân thay người. Nhưng tôi nghĩ đây là một cái bước đi cực kỳ quan trọng để mở ra một cái tương lai mới
cho Trương Văn Thiết và cũng là một cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo được tiếp cận cũng như là để sử dụng một cầu thủ mà cá nhân tôi đánh giá là được cả hai điều. Một là yếu tố tinh thần, hai là cái sự cố gắng, sự nỗ lực và sự hoàn thiện, ngày càng hoàn thiện về mặt chuyên môn của Trương Văn Thiết. Bạn ấy đã cố gắng đứng vững, bạn ấy cải thiện dần dần từ từ. Và đối với tôi thì cái con đường đi lên của Trương Văn Thiết nó không chỉ giúp cho Trương Văn Thiết có được thành công, mà bản thân cái sự ghi nhận của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là một cái niềm cảm hứng cho những cầu thủ khác tạm thời đang chưa tìm lại được chính bản thân mình. Họ sẽ nhìn về Trương Văn Thiết với một niềm tin rất là lớn. Còn cá nhân tôi thì đánh giá Trương Văn Thiết luôn luôn là một chiến binh thầm lặng. Thầm lặng hiểu theo đúng nghĩa đen nhất của từ này. Bởi vì đơn giản, chúng ta không thấy bạn ấy nói quá nhiều, nhưng bạn ấy hành động rất nhiều. Và trên sân luôn luôn là như thế. Chính xác và đáng tin cậy, đúng tố chất của một người lính. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.